Thì căn nhà này thì có diện tích là ngang 4m, dài 16m. Được thiết kế nhà theo kiểu dáng nhà mái hộp giả Pháp, châu Âu, mới nhất năm 2020. Thì đây là mặt tiền đường của căn nhà. Đường trước nhà mình đây là đường rộng 5m nha cô chú và các anh chị, đường xe hơi, nội bộ. Đó, ở đây khu dân cư khá là đông đúc, hiện hữu ngay trước mặt mình đây. Ở đây thì khu dân trí rất là cao, an ninh tốt. Thì Mai Dũng review qua cho cô chú và các anh chị mà đang tham quan và muốn tìm kiếm mua nhà giá rẻ thì hãy liên hệ và tham khảo cho Dũng. Thì căn nhà này được thiết kế một trệt hai lầu với mặt tiền sơn toàn bộ là màu trắng, tạo nên vẻ sang trọng và quý phái cho căn nhà. Nhìn căn nhà là rất giống theo kiểu nhà máy Pháp, châu Âu. Thì căn nhà này có sân trước và có công năng để đậu xe và có cổng bảo vệ 4 tấm. Nhà được thiết kế 2 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh nha cô chú và các anh chị. Đây, trước mặt mình đây là chiếc sân. Sân này đã được ốp một lớp gạch men chống chân trượt. Đó. Đây, cổng bảo vệ này là được sơn một lớp sơn tĩnh điện màu đen chống rỉ sét. Sau đây Dũng xin mời cô chú và các anh chị vào tham quan phòng khách của căn nhà. Thì trước khi vào tham quan phòng khách thì Dũng xin nói qua căn nhà này có một lớp cửa bảo vệ thứ hai nữa là cửa cũng 4 tấm, được ốp kính cường lực dày 10 ni rất là chắc chắn để cho căn nhà đón nhiều ánh nắng và ánh sáng qua lớp cửa kính này. Thì không gian phòng khách này có diện tích rộng 20m2. Ở đây thì mình có thể để được rất nhiều đồ như là bộ bàn ghế sofa, kệ tivi. Đó. Bên phía tay phải của Dũng thì được ốp Dũng xin lỗi, đã được dán tranh lụa 3D tạo điểm nhấn cho căn phòng khách của mình. Nhìn thêm tươi tắn và sinh động hơn. Điểm nhấn của chiếc phòng khách này là một chiếc đèn trần tạo kiểu hình vuông rất là đẹp. Toàn bộ hệ thống trần được làm bằng trần thạch cao, khung xương vững tường, rất là chắc chắn. Được trang bị rất nhiều hệ thống đèn led. Kế bên phòng khách là một chiếc quầy bar có gắn rất nhiều những thanh ô từ khoảng một. Ở khu vực này mình có thể trang trí những vật kỷ niệm khi mỗi lần mình đi du lịch hay là mình đi chơi đâu đó, mua những vật kỷ niệm để trưng bày ở đây, đặc biệt là rượu tây chẳng hạn, rất là hợp lý không cô chú và các anh chị. Tiếp theo đó là chiếc cầu thang. Thì cầu thang mình đây được gắn liền với cả nhà vệ sinh và chiếc quầy bar của mình. Thì tường cầu thang có một bức tranh phong thủy rất là đẹp, có cây, có hoa, có cá, có chim muông, rất là đẹp. Bậc cầu thang này được làm bằng đá hoa cương đen, rất là sạch sẽ phòng cô chú và các anh chị. Còn Dũng xin mời cô chú và các anh chị vào tham quan phòng vệ sinh. Thì phòng vệ sinh này được trang bị đầy đủ thiết bị vệ sinh gồm bồn cầu, vòi hoa sen và chậu rửa mặt. Đó. Cửa nhà vệ sinh thì được làm bằng cửa nhôm cho cô chú và các anh chị. Đây là không gian phòng bếp của căn nhà mình. Thì phòng bếp này thì có diện tích cũng khá là rộng như cô chú và các anh chị. Đã được trang bị đầy đủ thiết tủ bếp trên và tủ bếp dưới. Thì tủ bếp trên và tủ bếp dưới được làm bằng gỗ cam xe. Thành bếp cũng được làm bằng đá hoa cương. Có một chiếc bồn rửa chén và trái cây. Thì ở trong đây mình có thể để một bộ bàn ghế sofa. À quên, nhầm, xin lỗi cô chú và các anh chị, để được một bộ bàn ăn loại cho 6 người ăn nhé. Dũng xin mời cô chú và các anh chị lên tham quan phòng ngủ trên tầng đầu. Bậc cầu thang thiết kế khá là xoải, mình đi sẽ không có cảm giác chùn gối hay là mỏi chân. Tay vịn cầu thang thì được làm bằng gỗ cam xe nha cô chú và các anh chị. Thì căn nhà này rất phù hợp cho gia đình mà có 4 đến 5 thành viên sinh sống như cô chú và các anh chị nhé. Thì đây là phòng ngủ thứ nhất. Phòng ngủ này có diện tích rộng 25m2 như cô chú và các anh chị, rất là rộng. Ở đây cũng có trang bị một chiếc cửa sổ để mình nhìn ra phía phòng khách của mình.
phòng của mình khá là rộng rãi. Trước cửa và toàn bộ hệ thống cửa của phòng ngủ thì đặt làm bằng gỗ cam xe, rất là đẹp và chắc chắn. Còn đây là phía hành lang của trên tầng đầu. Đây là phòng vệ sinh của tầng đầu điện, cũng được trang bị đầy đủ thiết bị vệ sinh, ốp vạch chân tường cao tới nóc. Và Dũng xin mời cô chú và các anh chị ra tham quan phòng ngủ cuối cùng. Cái phòng ngủ này là phòng ngủ mắt nhìn view phía mặt tiền của mình đây. Nhìn ra phía mặt tiền của mình khá là rộng rãi. Đó. Trong phòng ngủ này đã được trang bị hệ thống rèm che nắng nha cô chú và các anh chị nhé. Ở đây khu dân cư khá là đông đúc hiện hữu. Ở đây view này mình có thể nhìn xuống dưới sân trước nhà cửa mình. Và video của Dũng đến đây xin kết thúc tại đây nhé. Nếu mà cô chú và các anh chị nào có thích căn nhà này thì hãy nhanh tay đăng ký kênh để xem những mẫu video tiếp theo mới nhất. Thích căn nhà này thì hãy liên hệ ngay cho Dũng qua số điện thoại để trên màn hình nhé. Xin chào cô chú và các anh chị, hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.